Chào tất cả mọi người. Hôm nay thì dắt mấy đứa cháu đi chơi Movie World á. Thì mình bây giờ thì mình bắt đầu đi vào cổng chánh của Movie World. Thì hôm nay á mình không có mở âm thanh lên được. Tại vì Movie World á nó rất là ồn ào là một, và hai là toàn là âm thanh của những cái nhạc ca hát, thì những cái này nó đều phạm vô bản quyền á, cho nên mình hoàn toàn không có được mở âm thanh lên. Cho nên mình chỉ quay sơ qua một chút khái niệm về Movie World thôi. Thật ra Movie World nó cũng chỉ là một cái nơi để thứ nhất là chiếu phim, rồi người ta đi chơi những cái trò chơi như là kích thích á, những cái trò chơi đó nó nói chung là hơi bạo, mạnh bạo. Cho nên đối với tuổi trẻ thì nó hứng thú, chứ đối với những người lớn thì nó cũng chẳng có gì là hứng thú cả. Ví dụ như mình chơi thích những cái trò chơi như là coi phim, hoặc là coi phim 3D á, những cái phim giống như là nó có nhiều cái làm những cái cảm giác giống như thiệt, mình khi ngồi mình ngồi ở đó mình coi vậy, cảm giác giống như thiệt thôi. Thì sau coi phim phim xong rồi thì mấy đứa cháu mình nó muốn ra mua cái nơi để mua quà lưu niệm để dành, giống như là để kỷ niệm, để một chuyến đi chơi vậy đó. Thì mấy cái món quà lưu niệm này thì tùy theo người nào thích thì nó chọn, giống như là cái giá thì nó cũng là cũng không có cao lắm, cũng 20 đô một sợi dây chuyền đó. Quà lưu niệm thì có rất là nhiều loại khác nhau, có nhiều người thì thích dây chuyền, vòng đeo tay. Thì mình đi chơi Việt Nam cũng vậy, mình thấy tất cả mọi nơi chơi á, đều bán rất là nhiều đồ lưu niệm. Thì ở Úc này cũng y chang vậy, nhưng mà mỗi cái nơi thì nó có một cái kiểu khác nhau. Mà cách từ cái cũng là một sợi dây chuyền, nhưng mà ví dụ như một nơi này nó dùng dây chuyền kiểu như kiểu này kia, còn một nơi ví dụ nước Úc này nó dùng một cách tuyên truyền khác nhau. Để giống như là những nơi mình đi chơi á, thì nó dụ nó trong cái đồ chơi nó có nó có để giống như cái nhiều cái món đồ nó có khắc cái chữ như là mua 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 vô, để cho người ta nhớ là ví dụ như là sau này vô 5 10 năm sau mình mở ra mình coi mình thấy. Mình nhớ lại cái lúc mình đi chơi. Thì cái Movie World này ít người người ta làm cái clip lên cái này về cái này lắm, tại vì thứ nhất là nó không có cho mở âm thanh rồi thì cũng chẳng có gì để mà người ta coi phim câm thì chắc cũng không ai mà thích coi đâu. Rồi còn cái thứ hai á là nơi này á là giống như là nó không có những cái gì mà riêng, ví dụ như là những cái trò chơi á thì cũng giống nhau như mọi nơi thôi, không có gì khác nhau hết á. Cũng cầu tuột, rồi xe chạy, rồi nó như là xe chạy, rồi cũng mọi nơi đều cũng y chang vậy thôi.
Nhưng mà cái cách làm nhiều cái nó khác nhau, về giống như là ví dụ như nơi cầu tổ thì mỗi nơi nó làm một kiểu khác nhau, còn xe này xe lửa, nhất là đây là toàn là xe chạy nhiều. Nói chung là mọi nơi đó, này trò trò những trò chơi còn về trẻ em đó là hơi giống nhau ha. Thì người chị mình đó là kêu mấy đứa nhỏ lại chụp một món quà, ý chụp cái tấm hình là lưu niệm lại cho đứng ngay cái cổng gần đây, nó để là Kid World nè. Thì giống như mình đang kêu một bộ phim mà bộ phim câm vậy hoàn toàn không có âm thanh, tại vì kỹ thuật của chỗ này nó là như thế, mình chỉ cần mở lên một cái là nó cũng rút ra cái âm thanh của mình hết, cho nên mình biết trước rồi, cho nên mình cũng tự động tắt âm thanh. Rồi thì mình đi chơi tới cái quầy này là quầy trò chơi ha, trò chơi vô đây trò chơi để mỗi cái trò chơi này là mình bỏ tiền ra mình chơi để là kiếm quà đó, tức là cái này là kêu bằng là giấc dịch đó, thì cộng với cái số điểm lên những cái đó lại rồi để ra chọn món quà thôi. Thì tất cả những trên thế giới này, tất cả mọi nơi á, thì họ đánh đều đa số về về trẻ em, họ đánh về cái tâm lý trẻ em này là nhiều nhất. Thì người lớn á, thì cũng có, nhưng mà tất cả mọi nơi họ đều những trò chơi nào cũng vậy, nó đánh về trẻ em là cái đầu tiên. Tại vì trẻ em là nơi là tụi trẻ nó còn ngây thơ lắm, nó không hiểu về cái tiền bạc hay là cái gì hết, nó chỉ biết là cái gì miễn có chơi vui là được rồi. Cho nên những người lớn á, thì họ ưa đánh về cái những cái trò chơi cho trẻ em hết. Ví dụ như bây giờ mình nói bắt con vịt ra thì trúng tiền, thì đối với trẻ em thì nó không có hứng thú, tại vì trúng tiền, nhưng mà đối với người lớn thì lại có hứng thú. Còn cái này á, thì nói là bắt vạch ra để lấy đồ chơi á, thì con nít thì nó lại rất là thích. Nó khác nhau ở cái chỗ á, là như thế đó. Ví dụ như con nít nó đâu có, bây giờ nó nói gì bây giờ mà bắt vạch lại để kiếm tiền á, thì chắc nó không chơi đâu. Nhưng mà nghe nói bạc dịch để lấy trò chơi thì đứa nào cũng rất là hớn hở hết, tại vì nó thích trò chơi hơn là thích tiền. Thì cũng cho mấy đứa nó trải nghiệm chút đỉnh, thì mình cũng cho nó chơi một chút trò chơi để cho nó trải nghiệm những cái trò chơi của Movie World.
Thì cái này là giống như là đi vớt con vịt nó thôi à, chứ không có gì mà khó khăn hết. Một cái trò chơi kêu bằng dễ nhất, không có gì dễ hơn được nữa đó. Thì bây giờ thì mấy đứa nó muốn chơi leo lên xe chạy đó, xe chạy trên một cái này nó chỉ lạng một cái vòng nhỏ thôi chứ nó không phải là một cái lớn đó, không có nguy hiểm lắm, nó chỉ chạy đánh một vòng nhẹ thôi. Thì chỉ để cho mấy đứa nhỏ chơi thôi, mình cũng lớn rồi mình chơi mấy cái này mà nhiều khi nó tụt đường huyết là cũng nguy hiểm.
Có những cái ở trong đây á, thì Movie World có rất nhiều, những nhân vật hoạt hình, nhân vật trong những phim. Thì những nhân vật này thường thường á, thì vô đây để giống như là để cho mấy đứa em nhỏ đó, chụp hình, đứng để cho chụp hình, rồi hoặc là đi biểu diễn những cái giống như là những cái câu chuyện vui nhộn ngắn để cho mấy em nó coi đó. Thì những nhân vật này đều là những nhân vật nổi tiếng nha, như là những chú vịt, rồi những cái trong những cái phim mà có nhiều người nổi tiếng đó. Thì hôm nay thứ thứ năm á, cho nên không có nhiều như là cuối tuần. Cuối tuần thì thường thường giống như là thứ thứ bảy chủ nhật á thì đông hơn, còn ngày thứ năm á thì cũng ít thôi chứ không có nhiều. Giống như những ngày cuối tuần á, cuối tuần nó ra là đông, vừa đông người mà cũng nhiều cái trò chơi hơn, rồi những cái game những cái game show, giống như là những game show những người tài tử rồi đó, họ vô nhiều hơn cuối tuần á, còn cái ngày này thì ít hơn. Thì đây là một trong những cái trò chơi lái xe mà phải mình nói là với một kỹ thuật rất là điêu luyện. Họ đóng một bộ phim ngắn thôi mà mình họ chỉ chọn những khán giả đó, nhiều lo chọn hơn là những khán giả nào được chọn vô, rồi cái họ đem ra mà chỉ những khán giả đó để làm những động tác nhẹ 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 rồi thôi à, giống như là đứng rồi làm gì đó, rồi một lát cái họ ghép vào trong một cái bộ phim đó, giống như là một mấy cái phim nó xong rồi cái lát nó cũng quay tùm lum la rồi vậy đó, rồi cuối cùng nó thì biến thành một cái bộ phim phim hoàn chỉnh đó. Làm cái này thì rất là hay nha. Chi tiết cái tiếc là mình không có mở âm thanh để cho các bạn coi được cái sự sắc sảo của cái này, một trong những cái mà mình rất là thích trong cái Movie World này đó. Giờ họ vừa diễu nè, họ vừa đóng phim, những người họ chọn những người đó ra đó là những chỉ làm những động tác đơn giản thôi à, họ đó chỉ sơ sơ những động tác đơn giản mới làm gì làm gì mà một lát thì nó thành một ra một bộ phim đó. Rồi những người đó ra đó giống như là những người đó là những người lái xe hay là gì đó, rồi nó ghép vô. Thì nói về Movie World thì cái chỗ này là một cái cảnh kêu bằng xuất sắc nhất của Movie World ha. Thì có mấy cái chỗ khác là những trò chơi thôi, rồi có phim, còn cái này nó giống như là nó đóng phim mà trong một cái phim trường nhỏ đó, nó làm lại cho mình coi luôn á, nó là đóng phim đó, giống y chang như mình đóng phim vậy đó, là một cái phim trường nhỏ. Rồi nó làm ra những cái cảnh như vậy đó để cho mình ngồi mình coi xong rồi một lát rồi nó làm ra một cái phim luôn rồi cho mình coi lại nữa, là ghép những cái nhân vật mà nó chọn vô đó, nó chọn khoảng ba bốn nhân vật gì đó, người nào hơn đó thì được chọn rồi
cũng như là một cái lưu niệm rất là hay ha. Nó cái ông đó chỉ ông đó làm những cái gì gì vậy thôi đó, rồi tụi nó quay vô nó là cũng như cái ông này ông đứng nha, ông là ông nó chỉ ông phải làm gì đó, quay 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 đứng quay quay vậy đó, mà một lát là nó sẽ đưa vô trong phim, thì giống như là một cái gì đó khủng khiếp. Những cái kỹ thuật phim video của tụi nó rất là cao siêu.
great job. And oh, you know what? Let's keep that round of applause going for our incredible stunt woman, Bridget! Alright. Oh! Bridget! Hey! Are you okay? That looked like it hurt! No, back down. You're not. You don't show the mat. Okay, walk it off, Bridget. Walk it off. You good? She's so good. All right, Angie, yes, just tell me we got all that on camera. Yeah, mate, these guys rehearsed those stunts for days, so we took really good shots. Okay, great. Speaking of good shots, what's the next shot? What are we doing? Your favorite, Welcome to the City. Welcome to the City? My personal favorite scene in the movie. What's gonna happen in this scene? Jack will meet Tyler on the streets for the first time. Don't give too much away, there's some honest reaction. Remember? Spoiler free? Yeah. Okay, alright. Okay, you know what, Richie, you've done a great job so far, but let's give you a break and bring out your stunt double. Oh, there he is. Scotty! Hey, Scotty, come on down, man! Yeah, we need you on set! Okay, now notice how they're dressed exactly the same. Squat down! Perfect! Yeah, right there. Okay. Oh. Okay, Scotty, we're gonna change them up. No, not the safety car. See that vehicle over there? Yeah, maybe later, not right now. Why don't you head backstage and find the biggest, the meanest vehicle we got? Let's use that, all right? Okay, all right, extras, keep those smiles on your faces. We're gonna have some more fun. All right, AJ, cameras. Rolling. Sound. Speed. And action. Bring on the monster truck. Right there, what? Hit the road, farm boy. You don't belong here. Let's go.
guess what? What's that? We have something special in store on the big screen. Rồi sau một hồi đi chơi á, rồi mình cũng ăn uống rồi chuẩn bị đi về. Thì tại vì Movie World có rất là nhiều cái cấm cho nên mình không có quay lên hết cho tất cả các bạn coi được. Nó rất là hay nhưng mà ở đâu á, thì nó cũng có nhạc nè, rồi cũng có ca hát tùm lum hết, cho nên tất cả nó đều phạm bản quyền hết nha các bạn, cho nên mình không có làm được nhiều về cái phim này. Thì thôi, xin mình xin chào các bạn ha, và hẹn vào dịp khác. Rồi, bye bye.